Tiếp tục làm phong phú thêm những lựa chọn cho bộ sưu tập Suriosa của mình, thì Citizen đã hợp tác với tập đoàn Pantone của Mỹ để lựa chọn những màu sắc đặc biệt, và hãy khám phá một trong số đó trong video hôm nay. Trên tay mình đang là chiếc Citizen Suriosa Pantone Edition với mặt số màu Peaceful Green, hay còn tạm dịch là màu xanh yên bình. Cảm nhận của Đức là khá gần với cả màu xanh rêu mà chúng ta đã thấy ở trên dòng Conquest của Longines mới ra mắt gần đây. Màu xanh này thì mình đánh giá là có độ cân bằng rất là tốt, đẹp một cách tinh tế và tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như chính cái tên mà Pantone đã đặt cho nó. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn được chiêm ngưỡng 4 màu sắc khác đến từ Pantone. Tuy nhiên, Suriosa vẫn là một dòng sản phẩm mang đậm chất riêng của nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản này, đó chính là tính thực dụng. Được xếp vào phân khúc đồng hồ đa dụng thì Suriosa là một thiết kế dễ dàng kết hợp được với nhiều kiểu trang phục cũng như là dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, kể cả khi đi làm, khi đi chơi hay là đi du lịch thì đều sẽ phù hợp. Bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ sẽ lựa chọn đồng hồ nào để đeo nếu như bạn sở hữu một chiếc Suriosa trong tay. Để đáp ứng tiêu chí của đồng hồ đa dụng thì các thiết kế phải có xu hướng đơn giản, không quá nổi bật. Tổng thể thì phải cứng cáp, tương đối mạnh mẽ nhưng không phải kiểu hầm hố, để cân bằng một cách hài hòa. Đồng hồ thường sẽ sở hữu vỏ bằng kim loại, dây cũng sẽ bằng kim loại để ít bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài cũng như là phù hợp với các trang phục khác nhau. Mặt số sẽ thể hiện những tính năng cơ bản nhất, trong đó là tính năng xem giờ, lịch ngày và một yếu tố quan trọng khác đó chính là dạ quang để hỗ trợ khả năng xem giờ trong bóng tối. Ngoài ra thì một lý do nữa khiến cho Suriosa được ưa thích đó chính là nó có những chi tiết thiết kế được lấy cảm hứng từ các thiết kế kinh điển trong thế giới đồng hồ. Đó là bộ vỏ monoblock của các siêu phẩm thể thao sang trọng của ngài Gerogenta, và đó là bộ dây President gắn liền với tên tuổi của thương hiệu Rolex. Về bộ máy thì dòng này sẽ sử dụng caliber 8210 của Miyota, công ty chuyên sản xuất máy đồng hồ thuộc sở hữu của Citizen. Bộ máy này thì sẽ sở hữu cả tính năng lên cót tự động lẫn lên cót bằng tay. Chất lượng và độ ổn định thì đã được minh chứng qua một thời gian dài trên quy mô rộng, bằng chứng là chúng được sử dụng trên hầu hết các đồng hồ cơ của hãng hiện nay. 8210 là một caliber có thể coi như tương đương với dòng 4R của Seiko hay là dòng F6 của Oren. Mẫu này sẽ có đường kính vỏ là 40mm nhưng mà lắc to lắc thì lại rất gọn, chỉ là 46mm. Một đặc trưng của thiết kế vỏ monoblock, vì vậy mà các bạn có cổ tay nhỏ thì vẫn có thể đeo được mẫu này, với yêu cầu chỉ là bề rộng cổ tay lớn hơn hoặc bằng chỉ số lắc to lắc là được. Nhìn chung, xét về thiết kế, thương hiệu hay là tính năng ở tầm giá 10 triệu thì Citizen Suriosa NJ015 gần như là không có đối thủ. Perrix của Tissot ở tầm giá này thì chỉ có bản máy pin, trong khi là Oren và Seiko thì không có các thiết kế tương tự. Và Duy Anh với vai trò là đại lý ủy quyền chính thức cung cấp các sản phẩm đồng hồ Citizen chính hãng đi kèm chế độ bảo hành chính hãng mà chỉ đồng hồ thật mới có tại Việt Nam, thì rất mong được đón tiếp các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.